Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 10 với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 1 cho tới bài số 4 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em bài từ bài 5 cho tới bài số 7 em nha. Ta sẽ đi sang ở bài số 5. Trong trình học thì em nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy nhé. Cảm ơn em rất là nhiều. Ta sẽ đi sang bài số 5 nha em. Thì đây em, máy bay A đang bay về hướng đông bắc với tốc độ là 600 km/h. Đây, tốc độ máy bay thì chúng ta đã thấy rồi, rất là nhanh thôi. Cùng lúc đó máy bay B đang bay về hướng tây nam với tốc độ là 800 km/h. Như vậy hàng này là ngược hướng đúng không? Đây là đông này, tây này, nam này, bắc này. Biểu diễn vector vận tốc B của máy bay B theo vector vận tốc A của máy bay BA. Như vậy thì hàng này chắc chắn là như thế nào? Ngược hướng này, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, cái vector A và vector B là vector gì? Vector vận tốc của máy bay A và B, đúng không? Do đó cái độ lớn của vector A và độ lớn của vector B lần lượt là độ lớn của vector vận tốc tương ứng, đúng chưa? Như vậy thì nếu mà các em nhìn ở trên cái chiều ở đây thì em thấy cái độ lớn của nó, ta có cái độ lớn của vector A thì bằng bao nhiêu các em? 600 đúng không? Còn độ lớn của vector B là bằng bao nhiêu? 800. Nên từ đây chúng ta suy ra cái tỷ lệ độ lớn vector B trên độ lớn vector A. Tại vì người ta yêu cầu các em là hãy biểu diễn vận tốc B so với A thì người ta lấy B trên A. Như vậy chúng ta sẽ có là gì? 800 trên cho 600. Thì ở đây chúng ta rút gọn trở thành là 4/3. Như vậy thì khi đó chúng ta có là hai cái hướng đông bắc và tây nam thì nó như thế nào với nhau em? Là ngược nhau, đúng không? Là ngược nhau, nên là ta suy ra cái vector B này đã là ngược nhau thì có phải từ cái này á, từ cái này cũng phải ta suy ra vector độ lớn vector B này sẽ bằng 4/3 so với độ lớn vector A. Mà ở đây ngược nhau thì khi chúng ta bỏ tuyệt đối ra ta thì thêm dấu gì? Dấu âm. 4/3 vector A. Xong. Cái này là biểu thị nó ngược hướng đấy. Hiểu chưa? Ngược nhau là ngược hướng đấy. Bài số 5. Hiểu chưa? Ta sẽ đi sang là bài số 6 nha. Bài số 6. Cho hai điểm phân biệt AB, câu A. Xác định điểm O sao cho cái dạng này thầy đã làm cho các em rồi. Làm ở trong phần thực hành rồi nè, thực hành 3 đúng không? Cái có gặp cái dạng này chúng ta chuyển cái này qua bên đây đổi dấu ra dấu âm. Dấu âm để thể hiện nó ngược hướng. Đúng không? Đấy. Đúng chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có này. Một á là chúng ta chuyển. Hai là chúng ta sẽ chèn. Kiểu gì cũng được. Ta có này. Vector OA cộng 3 vector OB sẽ bằng vector 0. Từ đây chúng ta tương đương vector OA này sẽ bằng là âm 3 vector OB. Đúng không? Như vậy cái bài này, cách trình bày này giống như cái bài số 3 nha. À, như vậy từ đây á là chúng ta suy ra hai vector. Cái vector OA, các em thấy ở đây âm không? Âm là biểu thị là hai vector này ngược hướng này. Và OB thứ nhất là ngược hướng cái đã. Bây giờ chúng ta sẽ lập cái tỷ lệ ta có tiếp OA thì trên OB sẽ bằng độ lớn vector OA trên độ lớn vector OB. Đúng không? Độ lớn vector OA chúng ta là bằng là âm 3 vector OB, giá trị đối ha. Sẽ bằng nhất. Ở đây vector OB đây, cái này sẽ bằng 3.
thì delta chia ra OA sẽ bằng là 3 nhân cho OB. Như vậy thì cái anh OA này nó gấp gấp 3 lần nó OB. Vậy OA B thẳng hàng. Và O nó nằm gì? O nó nằm giữa. O nằm giữa A và B. Sao cho OA sẽ bằng 3 lần nhân cho OB. Đó, các em hiểu chưa? Nếu mà vị hình thì đây. OB chỉ một ô thì OA là mấy? Ở đây là A đúng không? Hai này ngược hướng thì đây là 3 này, thì đây là O, thì đây là B này. Đây vector OB, đây vector OA. Thằng này chỉ là 1 và thằng này 3 này. Tổng cộng đây là 4 này. Nếu mà hình vẽ cho em thấy như vậy. Hiểu chưa? Câu A là như thế em nha. Ta sang câu B. Chứng minh gì đây em? MA cộng 3MB 4MO. Trời ơi, cái đấy thì chèn ô vô xong chứ có đâu. Cái việc chèn ô vô thôi. Được không? Như vậy người ta xuất phát là MA cộng 3MB. Thầy chèn ô vô đây, thầy chèn ô vô đây là sao? Như vậy đây thầy chèn ô thì ra được vector MO cộng với vector OA cộng 3 nhân. Thầy chèn ô vô đây thì ra được vector MO cộng OB bằng tiếp vector MO cứ để đó. Thầy nhân vô đây ra 3MO cộng 3OB bằng tiếp MO cộng 3MO là bằng 4MO. Còn đúng không? Cộng gì đây em? Vector OA cộng 3 vector OB. Mà hai vector này các em thấy hai vector đối nè. Hai vector đối thì cộng lại chắc chắn nó sẽ bằng là vector 0. Đúng không? Các bạn, các bạn nào, hai này là hai vector đối theo câu A. Như vậy từ đây chúng ta có 4MO cộng vector 0 thì cái này bằng 4MO. Điều phải chứng minh. Ở đây chúng ta thử giải thích là vì vector OA cộng 3 vector OB thì bằng vector 0 nha. Vì hai thằng này là gì? Nó đối nhau và chúng ta đã làm ở theo câu A rồi ha. Giải thích như vậy một xíu để giáo viên thấy thôi, chứ chắc chắn là giáo viên mình sẽ biết khi chúng ta chèn là chắc chắn ra thôi. Khi mà gặp cái dạng chứng minh đấy thì chúng ta chỉ việc chèn là ra thôi nha. Được không? Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 7. Bài số 7 khá là dài ha. Bài số 7 nha. Cho tam giác ABC. Xác định điểm MNB thỏa mãn ở đây. Vector MB bằng 1/2 BC. Hay nói cách khác là BC này sẽ bằng 2MB đúng không? 2MB. AN bằng 3NB, CB bằng BA. Xác định các điểm này. Thì bây giờ lần lượt chúng ta có này. Thầy sẽ làm chỗ này trước. Cái vector MB bằng 1/2 vector BC. Ở đây em thấy hệ số 1/2 này là hệ số K là lớn hơn 0. Lớn không chứng tỏ hai vector này như thế nào? Nó phải cùng hướng. Cùng hướng. Đúng không? Nó phải cùng hướng. Từ đây chúng ta suy ra cái vector MB và BC cùng hướng. Cùng hướng. Và cái tỷ số độ dài chúng ta lấy BC chia cho MB nha. BC em ta là bằng 2 chia cho mấy? Ở đây chia cho 1. Đấy, nếu đây người ta nhân chéo này nghĩa là vector BC sẽ bằng 2 vector MB. Như vậy tỷ số này sẽ bằng 2. Suy ra cái M của chúng ta là nằm ở đâu em? Nằm trong hay nằm ngoài? Chắc chắn là nằm ngoài chứ không thể nằm trong được, đúng không? Tí thầy vị hình để em xem nằm ngoài BC sao cho
MB sẽ bằng 1 phần 2 BC, là chúng ta xác định được điểm M rồi đó. Tiếp tục tới cái đoạn này, AN bằng 3NB. Số 3 này cũng là gì các em? Số 3 này cũng cho chúng ta thấy là nó số dương. Chứng tỏ chúng ta suy ra vector AN và NB như nào? Cùng hướng. Nó cùng hướng cái đã. Đúng không nào? Ở đây chúng ta sẽ thông minh một xíu, chúng ta liên hệ với cái đoạn AB. Chúng ta sẽ chèn ở đây cho thầy cái điểm B vô. Chèn thầy điểm B như đây này. Từ chúng ta tương đương chèn điểm B thì ra được vector AB cộng vector BN. Ở đây thầy chèn điểm B vô đây nha. Sẽ bằng 3 vector NB. Tương đương tiếp vector AB. Ở đây là BN mà đây NB, em thấy nó khác khác không? Trái trái không? Trái đúng không? Như vậy BN này thầy muốn trở thành vector đối. Vector đối thì thầy thêm trừ thì cái thằng này bay quay ngược trở lại là 3NB. Tương đương tiếp vector AB, thầy chuyển này qua bên đây đổi dấu, 3NB cộng NB. 3 cộng 1 thì sẽ bằng 4NB. Đúng không? Đúng chưa? Nên từ đây chúng ta suy ra NB, vector NB sẽ bằng là 1 phần 4 so với vector AB. Nhưng chúng ta sẽ dựa vào những cái vector chúng ta đã cố định và chúng ta sẽ biết à, nên từ đây chúng ta suy ra N nó sẽ thuộc đoạn AB. Và khi đó NB này nó chỉ bằng 1 phần 4 so với đoạn AB thôi. Tí nữa chúng ta sẽ vẽ là chúng ta sẽ biết. Được chưa? Tiếp tục CB bằng BA. Vector CB bằng vector BA. Đúng không? Từ suy ra là hai thằng này là như thế nào? CB bằng BA thì chúng ta tương đương chuyển thành tương đương là gì? Ở đây BA thì chúng ta trở thành là chúng ta quay ngược một cái. Ở đây chúng ta quay ngược trở lại BC đi. CB quay ngược trở lại là trừ âm BC sẽ bằng BA. Từ đây chúng ta tương đương chuyển qua đây là trở thành là vector BC cộng vector BA sẽ bằng vector 0. Nên từ đây chúng ta suy ra B là gì? Là trung điểm. Trung điểm của gì các em? Của CA. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ ra. Vẽ hình ra cho các em thấy nha, để xác định được các điểm nó luôn á. Như vậy thì ở đây chúng ta có là A, B, C, đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái M này trước. M nó sẽ nằm ngoài BC, sao cho MB bằng 1 phần 2 BC. BC đây, M nằm ngoài và cùng hướng đúng không? Thì chúng ta M nó sẽ nằm phía bên đây. Đây nghe, đây chính là M. Đúng không? Đoạn này bằng đoạn này và bằng đoạn này này. Được chưa? Tiếp tục ta xác định N. N thuộc đoạn AB, khi đó NB bằng 1/4. 1/4 AB, chứng tỏ là đoạn AB này chia làm 4 phần thì nó lấy 1 phần thì N nằm ở đây. Và B sẽ là trung điểm của CA là đây. Đó, xác định được rồi đấy. Các hiểu chứ nào? Ta đi sang ở câu B nha. Ok. Như vậy thì rồi, ta đi sang ở câu B. Biểu thị mẫu vector MN, MB theo BC, BA. MN rồi
Bây giờ chúng ta có là biểu thị vector MN, MB theo BC và BA, MN, vector MN, đúng không? Với lại là MB theo ABC và BA. Thì cái bài này chúng ta làm như thế nào nhỉ? Ta dựa vào MN trước. Cái vector MN, em thấy vector MN nào? Bây giờ chúng ta sẽ khôn khéo, chúng ta chèn vô. Đố em thầy chèn cái thằng nào? Thầy chèn cái nào mà chúng ta đã biết rồi. Biết dựa vào các cái tỷ lệ này này. Các tỷ lệ này em đã nào biết. Như vậy MN này thầy sẽ chèn điểm B. Thầy chèn B vô đây. Như vậy thì ra vector MB cộng vector BN, đúng không? MB, MB, vector MB thì có phải bằng 1 phần 2 vector BC không? Thằng này sẽ bằng 1 phần 2 vector BC ở phía trên. Nhưng mà ở đây thầy viết 1 phần 2 vector BC. Vector BN, BN, đây. Nếu mà NB á, thì bằng 1 phần 4 AB. Như vậy vector BN sẽ bằng 1 phần 4 vector BA. Có đúng không? BA này, em thấy BN này bằng 1 phần 4 vector BA. Trời ơi, đơn giản không? Ok chưa? Đấy. Rồi tương tự vector MB. Đố em thầy chèn cái gì? Vector MB sẽ bằng là gì em? MB đây sẽ bằng cái gì nè? Đã nào biết. Thầy sẽ chèn cái gì em? Thầy đố MB này. MB. Đây MB. MB thầy sẽ chèn C vô nè. Thầy chèn C vô. Như vậy ra vector MC cộng vector CB. MC. Như vậy MC thì bằng cái gì em? MC. Đây một phần, đây hai phần, đây này, em nhìn này. Một phần, hai phần, ba phần. Đúng không? Như vậy MC, MC sẽ bằng là 3 phần 2. Đúng không? Vector gì? Vector BC. Tại vì sao? 1, 2, 3 là 3 phần này. Thằng BC này chỉ có 2 phần thôi. Em hiểu là thằng này có 2 phần thôi này. Thì giảng lại 1 phần 2 phần thành 2 phần. Còn MC đây là 3 phần. Nó sẽ là 3 phần 2 BC cộng CB. CB đây. Em thấy CB không? CB thì nó sẽ bằng cái gì em? CB đây thì có phải bằng 1 nửa của AC không? Bằng 1 nửa nghĩa là bằng 1 phần 2 của vector CA. Như vậy ở đây nó sẽ bằng tiếp 3 phần 2 vector BC cộng 1 phần 2 cái vector CA của chúng ta. Cái vector CA của chúng ta là thằng này đúng không? Thì nếu chúng ta theo quy tắc 3 điểm thì chúng ta có là gì em? Vector BA trừ cho vector BC, đúng không? Vector BA trừ cho vector BC. Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? 3 phần 2 vector BC cộng ở đây là gì? 1 phần 2 vector BA nhân vô trừ 1 phần 2 vector BC. Như vậy 3 phần 2 trừ 1 phần 2, 3 phần 2 trừ 1 phần 2 nghĩa là bằng 1, nghĩa là vector BC cộng cho 1 phần 2 vector BA. Được chưa? Đó là xong. Xong câu B thấy không? Đây MN này, đây là MB này. Như vậy thì vector MB này sẽ bằng này câu C. Chứng minh ba cái điểm MNB thẳng hàng. Để chứng minh nó thẳng hàng thì nó sẽ theo tỷ lệ MB, MN, MB này đã có này, đúng không? Như vậy thì ta có theo câu B thì sao? Cái vector MN sẽ bằng là 1 phần 2 vector BC cộng 1 phần 4 vector BA, đúng không? MB thì bằng vector BC
cộng 1 phần 2 vector BA. Đúng chưa? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra, nếu ở đây chúng ta rút 1 phần 2 ra thì nó ra được ở trong đây là gì em? Nếu chúng ta rút 1 phần 2 ra thì ở trong đây nó sẽ ra được là gì em? Thầy nói rút 2 chứ. Sao rút 1 phần 2? Rút 2 chứ. Rút số 2 ra thì ra được ở đây là 1 phần 2. Để thầy viết cái này lại cho dễ hiểu nha. Chỗ này nè, ta rút số 2 ra thì bên trong này là ra được là 1 phần 2 vector BC cộng 1 phần 4 vector BA này. Đúng không? Nên từ đây suy ra cái vector MB này này. Thằng này đó chính là vector MN. Như vậy bằng 2 nhân cho vector MN. Ta kết luận đây là vậy. MNB thẳng hàng. Hiểu chưa? Rồi. Câu 7 này tương đối khó ha. Và số 7 nha. Câu A là một tờ luôn em. Đây, sau khi xác định được các cái điểm rồi, thầy vẽ cái hình ra cho em thấy này. Câu B, câu C nha. Nằm gọn trong màn hình luôn. Rồi. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 4, cũng là bài cuối cùng, và cái phần bài tập chung nữa là xong ở chương này nha. Tối ngày mai thầy sẽ ra tiếp bài số 4. Đúng cái khung thời gian đó cứ lên kênh xem thôi. Chúc em học tốt, bye bye nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh